Hello, xin chào mọi người. Thì mình đã làm video update tiếp theo khi mình chạy cái hồ không nè. Thì hôm nay mình đã quay trở lại đây. Thì mời mọi người cùng coi intro nhé. Rồi mình đi vào câu chuyện và cùng bàn luận về cái hồ. Và rồi, như mọi người thấy đấy, cái hồ này giống như là cái hồ lúc đầu mới xây cầu luôn, không có cái gì hết. Thì như mọi người đã coi thì hồ mình đã để chạy không hiện nay là được hơn một tuần rồi. Thì hơn 10 ngày. Thì trong khoảng thời gian đó thì mình đã vừa thay nước, vừa cạo bớt những cái rong rêu xiano bám dưới nền đi, và trên layout nó cũng đã đỡ một phần rong rồi. Để mình cho mọi người coi kỹ hơn nha. Đó, thì ở trên layout như mọi người thấy đó, nó cũng đã đỡ đi một phần rêu, và mình cũng đã châm thay nước và xử lý bớt rêu một phần rồi. Và thì video ở lần này nó cũng ngắn thôi, vì mình cũng chỉ có update cái tình trạng hồ và mình xử lý nước thôi, cũng không có cái gì mới. Và ở video tiếp theo thì mình sẽ tiết lộ cho mọi người biết về một chiếc hồ mà mình đã bỏ nó, không có chơi nó, và mình đang tính là sẽ làm một cái series là phục hồi lại cái hồ lớn đó để mình có thể nuôi olifish. Và mình muốn giới thiệu tới mọi người một vài cái dòng cá mà mình trải nghiệm mình nuôi và những cái đặc tính và đặc điểm của nó, thì mọi người có thể đón xem ở những cái video tiếp theo về series mới của cái hồ đó. Hiện tại bây giờ thì cái hồ nhỏ này nè, nó cũng cái hồ nhỏ này nó cũng đang chạy lại nước á, cho nên là mình cũng không có thể làm thêm được video gì. Nếu mà mọi người muốn hóng được nhiều video hơn á, thì mình sẽ phải phục hồi lại cái hồ lớn, và mình sẽ chơi cái hồ đó chỉ là olifish thôi. Thì video hôm nay của mình cũng chỉ update về cái hồ này, cũng không có gì xảy ra với cái hồ mà mình đang chạy nước không. Thì video của mình xin kết thúc tại đây, và mọi người muốn đón xem về những cái hồ mà mình chuẩn bị booklet cho mọi người coi á, thì mọi người nhớ like và subscribe và tích vào cái chuông để nó không có bỏ lỡ cái thông báo của mình trên YouTube á. Thì video của mình tới đây thôi, xin chào mọi người nhé.